chào các bác và anh em. Thì ở video ngày hôm nay với 14 triệu đồng các bác và anh em có thể mua được những cái gì từ một bộ dàn loa karaoke cho gia đình nhà mình. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác và anh em chỉ với 14 triệu đồng thôi thì các bác và anh em có thể sở hữu một đôi loa rất là uy lực và mạnh bạo, đó là đôi loa Wigop VK900 và một cục đẩy huyền thoại, cục đẩy liên vang mà rất là nhiều các bác và anh em đã săn đón ở trên thị trường. Đây là cục đẩy liên vang X7 DAC, một cục đẩy liên vang mà chắc chắn là các bạn anh em nào chơi âm thanh không thể làm mà không biết đến nó. Và không để các bạn anh em chờ lâu nữa thì em sẽ đi sâu chi tiết vào từng sản phẩm mà hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bạn và anh em. Nhưng mà trước tiên em xin phép các bạn và anh em cho em xin một like và một subscribe để em có thể tiếp thêm cho em cái động lực để em tiếp tục cống hiến ra những cái video hay hơn, chất lượng hơn để gửi đến toàn bộ các bạn và anh em đang theo dõi và ủng hộ kênh. Thì điều đầu tiên các bạn và anh em có thể nhìn thấy đôi loa Wigop VK900 này có một cái thiết kế, đó là dạng loa đứng, có hai bát 25, một loa chung, hai loa chép giấy và một loa siêu chấp kèn. Với cái tiếng với 6 loa và 3 đường tiếng như thế này thì cho không trong cái tầm giá này thì chắc chắn với các bạn và anh em là hiếm có con loa nào có thể địch lại con loa Wigop VK900 này. Các bạn và anh em vừa lấy cũng có nghe một đoạn thể hiện của con loa này thì các bạn và anh em cũng có thể đưa ra được cái cảm nhận riêng của mình. Với tầm giá đó là 7 triệu thì kỳ một đôi loa có 6 loa và 3 đường tiếng đầy đủ giải bát, giải chung và giải chép như thế này thì rất là hiếm có con loa nào trên thị trường có thể đáp ứng được. Con này thì có thể vừa chơi được những cái bản nhạc DJ remix hoặc là những cái bản bolero trữ tình sâu đắm. Ngoài ra thì các bác và anh em có thể chơi hát karaoke ngay trong chính không gian gia đình của nhà mình. Tổng quan ngoại hình của con loa Wigop VK900 này có một cái màu, có thể nói lên một cái tính gọi là tính độc lập, tính sáng tạo. Đây là màu vàng kết hợp với cam, màu vàng thể hiện cho sự sáng tạo và màu cam thể hiện cho tính độc lập, tạo động lực cho bản thân và tổ chức. Thì nhà sản xuất kết hợp hai cái màu này để hòa thành một cái màu như ở đây, như các bạn và anh em có thể thấy. Thì trong quá trình mà các bạn và anh em sử dụng đặt chính trong không gian gia đình của phòng nhà mình thì đôi loa này cho cái không gian gia đình của nhà các bạn và anh em có tính gắn kết, có tính tươi vui và sáng tạo, luôn luôn có những cái điều tích cực sẽ đến với cả gia đình của nhà các bạn và anh em. Đi vào thông số kỹ thuật một chút thì đôi loa Wigop VK900, đây là đôi loa thương hiệu Mỹ và sản xuất ở Đài Loan. Với công suất đó là từ 150W đến 400W thì các bạn và anh em có thể chơi thoải mái trong cái không gian phòng từ 25m đến 30m, rất là thoải mái. Ngoài ra thì trở kháng 6 ohm và độ nhạy là 90 dB. Với cái thông số như này thì các bạn và anh em có thể dễ dàng phối kép với cả những cái cục đẩy công suất hoặc là âm ly karaoke hoặc là cục đẩy liên vang rất là đơn giản mà cho ra được cái đường tiếng rất là sáng, chi tiết, mềm mại và chân thực nữa. Và để ghép với cả đôi loa Wigop VK900 thì em có ghép với cả cục đẩy liền vang X7DAC. Tại vì sao mà em lại ghép với cục đẩy liền vang X7DAC thì chỉ có cục đẩy liền vang X7DAC mới có thể đảm nhận được cái chức vị trí quan trọng như này, đó là giúp cái đôi loa Wigop VK900 như kiểu là thổi hồn vào cái đôi loa để giúp cái đôi loa cho ra một cái đường tiếng rất là tươi sáng, rất là mềm mại, rất là chân thực, rất là sống động cho cái không gian gia đình của nhà mình, rất là lúc nào cũng sẽ tươi vui khi mà có những cái bộ dàn loa karaoke như thế này. Và để đi sâu hơn thì cục đẩy liên vang X7DAC có tích hợp rất là nhiều những cái công nghệ mà rất là mới, tích hợp tất cả trong một cái hình hộp chữ nhật nhỏ gọn như thế này. Điều đầu tiên đó là trước mặt các bạn và anh em có thể thấy đó là có một cái cổng USB. Cổng USB này thì giúp cho các bạn anh em không cần phải sử dụng đến TV hoặc là những cái thiết bị khác, mà chúng ta chỉ cần cắm USB đã có nhạc sẵn vào trong này thôi là chúng ta có thể sử dụng cái đôi loa này và cũng có thể phát ra nhạc luôn mà không cần phải sử dụng những cái thiết bị khác. Ngoài ra thì còn có cả tính năng Bluetooth. Bluetooth này thì các bạn và anh em có thể kết hợp với cả smartphone, điện thoại thông minh để có thể mở YouTube xem hoặc là hát karaoke ngay chính trên điện thoại của mình mà cũng không cần phải sử dụng đến TV. Ở đây thì tính năng chuyển
Input, input này thì để chuyển giữa các chế độ. Như các bạn nhé, em có thể thấy chúng ta sẽ chuyển đây ví dụ sang cổng AUX2, sang USB. Ví dụ các bạn và anh em chuyển sang Bluetooth thì các bạn và anh em phải chuyển sang chế độ Bluetooth để cái cục đẩy này có thể nhận được tín hiệu từ chính cái chiếc điện thoại smartphone của mình. Còn thì em ở đây là cổng quang OTP, OPT là cổng quang. Còn là em đang cắm jack ở cổng AUX1 thì em để là AUX1 để nó nhận tín hiệu. Và đặc biệt ngoài những cái công nghệ với em kể trên thì nó còn có một công nghệ như có thể thay thế một chiếc lưng tiếng, đó là khi các bạn và em ấn đây đó, khi mà các bạn và em ấn off thì là để chế độ hát karaoke sẽ cho ra cái đường tiếng nhạc giảm xuống và cái chất giọng, cái giọng của mình nó sẽ được lưng cao lên, hát không khác gì ca sĩ hết. Đây, khi mà on lên thì các bạn và anh em có thể nghe thấy là tiếng nghe rất là tươi sáng và tí tách. Ngoài ra còn một số các tính năng cơ bản, bấm chuyển bài hoặc là dừng phát nhạc. Ở đằng trước này thì còn có 3 lúm vặn rất là to, đây là 3 lúm vặn chính để cho các bạn anh em có thể dễ dàng tinh chỉnh và sử dụng. Đầu tiên đó là lúm Music Master Volume, thì cái lúm này là để cho các bạn và anh em có thể vặn to nhỏ âm nhạc. Còn đây là Echo Level là điều chỉnh echo ở mic, còn Mic Volume là điều chỉnh to nhỏ ở mic. Ở phía dưới này thì có các phím, các lúm để các bạn và anh em có thể dễ dàng căn chỉnh, chẳng khác gì một chiếc vang cơ. Tích hợp rất là nhiều công nghệ như là vang cơ, lưng tiếng, giải mã DAC, cổng quang, chống hú, Bluetooth, USB, rất là nhiều. Có thể nói là một cái hình hộp chữ nhật nhưng mà mang rất là nhiều cái công nghệ vào đây. Và đặc biệt đó là cũng có nhiều bác và anh em là muốn chơi lẻ, đó là chơi không chơi đẩy lên vang mà chơi đẩy cộng với cả vang thì cũng được thôi, nhưng mà đẩy lên vang là để sử dụng cho những các bác và anh em nào mà không thích cầu kỳ, thích cái sự đơn giản và nhanh chóng, chúng ta chỉ cần cắm vào thôi, đấu rất là đơn giản. Các bạn anh em có thể đấu mỗi dây loa, dây nguồn cộng với cả dây tín hiệu âm thanh từ tivi, hoặc là các bạn và anh em không cần đấu cũng được, và các bạn anh em có thể sử dụng điện thoại smartphone của mình kết nối Bluetooth, rất là đơn giản, không cần phải cầu kỳ như âm ly ngày xưa, đó là rất là dây dợ, rất là lằng nhằng và rất là cồng kềnh nữa, và căn chỉnh nó cũng rất là khó. Cho nên là cục đẩy lên vang X7 DAC lại sinh ra, đó là để cho các bạn và anh em thích sự đơn giản mà lại vẫn chuyên nghiệp, nghe lại vẫn hay. Thì không để các bạn và anh em chờ lâu nữa thì bây giờ em sẽ đi sâu luôn vào cái phần test nhạc để cho các bạn và anh em có thể cảm nhận được luôn cái chất âm đến từ bộ dàn loa karaoke mà chỉ với 14 triệu đồng này thôi. Các bạn và anh em có được rất là nhiều cái sự gọi là sáng tạo, đơn giản, chuyên nghiệp mà lại hay nữa. Thì bây giờ em sẽ mở một đoạn nhạc DJ Remix và một đoạn nhạc không lời để các bạn và anh em có thể cảm nhận được cái chất âm này. Đây em đang mở đúng bản nhạc này luôn. Bây giờ em sẽ mở một đoạn dynamic test xem với chất âm đến từ Dolan Guibok VK900 sẽ nhào.
Là phần test nhạc nho nhỏ để các bạn và anh em có thể cảm nhận rõ hơn với cái chất âm của bộ dàn loa karaoke bao gồm một đôi loa Vivo VK900 và một cục đẩy liên vang X7DAC. Thì các bạn và anh em có nhu cầu phối ghép những cái bộ dàn loa karaoke cho gia đình của nhà mình thì các bạn và anh em có thể liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình. Địa chỉ bọn em là 107 trường 5 Long Biên Hà Nội. Các bạn và anh em nào mở gần thì có thể qua giao lưu với bọn em và bọn em sẽ ship hàng toàn quốc cho tất cả các bạn và anh em. Và trước khi ship thì bọn em cũng đều có những cái video test sản phẩm trước và gửi đến các bạn anh em trước khi mà bọn em gửi đi, nên các bạn anh em có thể yên tâm. Đó là khi mà chúng ta nhận hàng thì hàng luôn luôn trong cái tình trạng đó là mới và rất là đẹp, đặc biệt đó là rất là chất lượng nữa. Và video của em đến đây cũng xin phép được kết thúc và xin hẹn gặp lại các bạn và anh em ở những video tiếp theo.